Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ, tập 194 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 905: Nguy cơ của Tam Đại Thánh Địa. Hắn muốn gọi đừng lo cho ta hoặc là báo thù cho ta, chỉ có thể nói ra thì các huynh đệ khoáng có thể hồi phục tinh thần như cũ không đến mức phải lâm vào bi thương quá độ hoặc sẽ không phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng khi hắn há miệng ra, một thanh trường đao sáng như tuyết, như tia chớp cắm vào cổ họng của hắn, làm cho miệng và yết hầu quán đồng thời dập nát. Ngay cái đầu lưỡi nhảy mắt quá thành một đống thịt dụng. Lại một ánh đao chợt lóe, cái đầu không trọn vẹn đã bay lên. Đầu hãy còn chuyển động trên không trung, mắt quán vô lực đảo mấy vòng như hướng tới huynh đệ lộ ra một thần sắc cầu sinh không cần đau buồn giờ phút này các ngươi phải chú ý địch nhân trước mắt như đã lâm vào bi ai thống khổ vô tận sáu huynh đệ của hắn ai cũng không để ý đến ánh mắt như là một lời nhắn nhủ dặn dò của hắn mọi người bên thánh địa không hẹn mà cùng nghe dạy tất cả mọi người phát hiện cuộc chiến đã xảy ra ngoài dự đoán của mọi người nhưng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới chuyển biến lại diễn ra nhanh như vậy và lại tàn nhẫn như vậy. Đây là một đả kích lớn tới cỡ nào. Bọn hắn kêu thảm lên, điên cuồng hét tên của đại ca, hướng về phía đóng thịt nát, hoàn toàn không có chút chú ý nào tới ánh đao qua mỹ của địch nhân đang tiến tới gần mình. Hà Tri Thu và Hải Vô Nhai phe thánh địa đồng thời giận công hô to, cẩn thận, hai vị thánh hoàng công lực kinh người nhưng mà thất sát lục huynh đệ lại tự hồ hoàn toàn không nghe thấy cho dù là thân hình bị âm thanh chấn động ép xuống mặt đất bị rung lên nhưng mà bọn hắn vẫn không tỉnh lại giờ khắc này trong độc bọn hắn không còn gì khác thậm chí ngay cái tư tưởng báo thù cũng chưa có trong lòng tràn ngập đau xót mà thôi ngay lúc này bảy chu đao mang theo tiếng gió gào thét, điên cuồng chém xuống, nhanh như mưa rào. Quyết vũ phun tung tóe không lưu tình chút nào. Nhưng cho dù là vậy, sáu người thoáng như là chưa tỉnh. Ngay khi ánh đao tới mình của bọn hắn, cũng chỉ biết dương mắt, ngơ ngác đứng nhìn, thậm chí không có dặn quyền công để mà hộ thân. Hải vô nhai hét lớn một tiếng, dừng tay! Thân hình vừa động, như bay lướt đến, người chưa tới, nhưng một thanh đường kiếm đã bay tới tỏa ra buôn vàng kiếm quang. Nếu quả thật bị kiếm quang của hắn đánh trúng, cho dù là bảy vị thánh giả cũng khó tránh khỏi bị thương nặng, thậm chí sẽ có người chết tại đường trường. Dù sao, bọn hắn đã chiến đấu trong một thời gian dài, quyền lực sớm đã tiêu hao một nửa, càng không nói tới những người bị thương. Quan sát trận chiến, Mai Tuyết Yên áo trắng như tuyết, một thân như đóa bạch dân bay ra, một thanh trường kiếm khí thế như dương giả bay vút ra lên giữa không trung thản nhiên nói hải thánh hoàng đây là quyết chiến sinh tử Ngươi nhúng tay vào không khỏi làm mất mặt của thân phận thánh hoàng của ngươi sao kiếm quan của hải vô nhai sáng lạng như tinh quang nhưng mà kiếm quan của mai tu kiên lại như tuyết trắng che lấp bầu trời trong chớp mắt hai người giao thủ giữa không trung tinh quang bông tuyết bay đầy trời dừng tay khúc vô hối nổi giận hét lớn trên không trung, trường kiếm của hai người cuối cùng da vào nhau. Hải vô nhai bị đánh bật trở về, vẫn lăn không mà đứng. Nhưng Mai Tứ Kiên vẫn như cũ, mắt nhìn về phía hải vô nhai, trường kiếm trực chỉ. Ánh mắt tập trung trên người của hắn, thân hình mềm mại, áo trắng phiêu phiêu bay trong gió. Giao thủ ngắn ngủi, không ngờ Mai Tứ Yên lại chiếm thượng phong. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Hải vô nhai Ngươi ngay cả cái chuyện này cũng không hiểu sao. Khúc giật hồi, hai con mắt có một chút đỏ, lớn tiếng hét lên. Đây là cuộc chiến sinh tử. Ngươi không nhịn được cũng phải nhịn. Ngươi chết sạch hết cũng phải nhịn. Trận chiến này chính là thể diện của Tam Đại Thánh Địa. Ngươi tự tiện ra tay can dự, có biết gây nên chuyện gì không? Danh dự dạng năm của Thánh Địa để cho các người dày xéo sao? Hải vô nhai cắn răng bi phẫn nói, chỉ là bọn họ thật sự quá độc ác độc ác ngoan độc là bổn phận của đối thủ cuộc chiến sinh tử vốn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ngoan độc mới là thứ cần phải có khúc vô hối hư một tiếng nói vừa mới bắt đầu song phương đã định ra quy tắc cho đến khi một bên chết thì mới kết thúc trận chiến đây là lấy người sống bắt đầu lấy cái chết để mà kết thúc ngươi chẳng lẽ không hiểu người của thánh địa chết lão phu rất khó chịu nhưng mà khó chịu cũng phải chịu. Quy củ chính là quy củ. Khúc vô hối, nói mà sắc mặt giận dữ, Rồng tóc giận đứng. Hải vô nhai chậm rãi đáp xuống đất, nhìn tình cảnh bi thảm ở trên sân, nhìn không được, lệ rơi lạ chả. Ngay một khắc, trong sân sáu vị nhị cấp thánh giả của thánh địa, một người cũng không sống sót. Có vài người hoàn toàn đã bị giết mà không hoàn thủ, cho đến chết, trên mặt vẫn là một mảnh bi thỏng huỳnh đệ bảy người này quả nhiên là như vậy rồi. Lúc này khúc giật hồi có thể có một chút thương tâm, lại có một chút phẫn nộ. Khi mà hắn nhìn thấy hải vô nhai đột nhiên ra tay can dự, quả thật chính là cực kỳ mất mặt. Không chỉ có hắn mất mặt mà phe tam đại Tránh địa cũng muốn hổ thẹn. Hơn nữa, hắn vừa mới thua cuộc hai bàn, tâm tình đúng là vô cùng buồn bực, nhật thời đem toàn bộ buồn bực trong lòng mà phát tác cửu ưu thập tứ thiếu thì thờ ơ lạnh nhạt lạnh lùng nói hơn một dạng năm nay một mình một cõi tam đại thánh địa đã sớm mục nát đến cực điểm chỉ biết làm việc mình thích thôi chỉ biết bảo vệ lợi ích của mình ngoài ra mọi thứ khác trong mắt của các người chỉ là đồ bỏ hắn âm trầm cười một tiếng lại nói tiếp nếu thân là người thế tục việc coi thường pháp luật và kỹ cương sớm đã bị giam vào trong đại lao hoặc chém đầu thị chúng bị xử với mức phạt cao nhất nhưng mà giang hồ lại là một chỗ tương đối rộng chủ rộng đó có nghĩa thiếu người chấp pháp trong chốn giang hồ một câu nhân tại giang hồ thân bất do kỹ đã nói lên hết thảy mọi người làm theo ý của mình dù pháp dù thiên nhưng mà tổng lại cũng có vài quy tắc từ xưa truyền lại người khác không dám khinh thường cho dù là người tội ác tày trời cũng phải cố kỵ. Nhưng hiện tại, Tam Đại Thánh Địa sau dạng năm tiêu diệt đối thủ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ở thế gian sớm đã không có đối thủ, một khi đã không có đối thủ thì cũng sẽ không có chế ước. Cho nên, Tam Đại Thánh Địa đã hoàn toàn biến chất rồi, làm việc càng ngày càng kiêu ngạo, sớm không đem cái gọi là đạo nghĩa quy củ giang hồ để trong mắt. Nếu ai cũng như các ngươi có suy nghĩ như vậy thì các ngươi so với vị tộc nhân còn nguy hại hơn. Vị tộc nhân dù sao cũng không phải là nhân loại của chúng ta. Cho dù có tiếng vào quyền quyền đại lục thì chờ đợi bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là cái chết thôi. Còn các ngươi đang quỷ diệt bầu trời này mà còn to mồm nói là thủ hộ thiên địa. Cửu ưu thập tứ thiếu nhìn hải vô nhai. Người như ngươi, thân ở giang hồ ngay cả quy củ của giang hồ, chữ tính đều không để trong mắt, không ghi khắc trong lòng, thì vô luận gánh bao nhiêu sứ mệnh vĩ đại đều là loại người không thể không trừ. Trên vỏ mặt, dưới thối nát, tam đại thánh địa đã thối nát dạng năm rồi. Khúc giật hồi, ba người các ngươi cũng có thể coi như là gần bùng mà chẳng hô tanh mùi bùng. Thật là đáng mừng. Ba người hiện tại đã bị cửu ưu thập tứ thiếu đánh thức. Lúc này mới quảng sợ phát hiện ra nếu như thật không có đối thủ một nhà một đường bây giờ đã thấy cốt lõi của mình đã thay đổi rồi hoàn toàn biến chất người luôn hiếu chiến cùng địch nhân tranh đấu dãy dụa trong thời khắc sinh tử sẽ kích thích ý chí chiến đấu của con người lần lượt phát triển lên tầng cao mới nhưng mà nếu đã không có địch nhân thì sao đây trời đất bao la mà địch nhân không có thì cái nạn a vua nịnh hót xảy ra khắp nơi người tự nhiên vì vậy mà sẽ thay đổi. Còn một vấn đề nghiêm trọng đó là nếu mà thật sự không có địch nhân thì còn có thể đấu với ai? Vì thế chỉ còn cách chiến đấu với bản thân, đấu tranh cùng danh lợi tư tưởng trong lòng. Nhưng mà chiến thắng cuối cùng có mấy ai? Trải qua thời gian dài có ai để ý tới quy củ giang hồ? Còn có ai tung theo đạo nghĩa giang hồ? Bởi vì giang hồ vốn là do những người này chế định Ai sẽ để vào trong mắt những cái chuyện đó? Đã không có quy củ cùng đạo nghĩa giang hồ thì làm cái gì mới gọi là giang hồ? Càng nghĩ, ba người càng thấy khiếp sợ. Cứ thế này mãi, tam đại thánh địa không có địch thủ thì sao không mất? Chương 913 nhận thua. Thập tứ huynh, lời cảnh tỉnh của huynh hôm nay thật sự đã làm cho chúng ta giác ngộ. Khúc vô hối, cung kính hướng về cửu ưu thập tứ thiếu hành lễ, chân thành nói. Nếu thánh địa còn tồn tại trong tương lai, tất cả đều do lời nói của thập tứ huynh ban hôm nay. Chúng ta mặc dù đối địch, nhưng mà phần nhân tình này, lão phu vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Cho dù có một ngày phải tự tay giết thập tứ huynh, nhưng mà phải khắc tên của thập tứ huynh trên bia tưởng niệm ở thiên thánh cung. Cửu ưu thập tứ thiếu, dở khóc dở cười nói, chỉ bằng tam đại thánh địa các ngươi á, bây giờ muốn giết ta có thể sao khúc và hồi ngươi đang mơ một giấc mơ rất đẹp sao còn nữa ngươi đừng có vũ nhục đại danh của bổn công tử ngươi tưởng là các tên bổn công tử trên bia hiện tại là cảm tạ ta sao ngươi làm vậy chính là vũ nhục bổn công tử đó có biết không vậy nằm mơ hay là không sau này sẽ rõ khúc vô hối ha hả cười nói cắn răng dậm chân một cái giọng cương quyết vì cái buổi nói chuyện hôm nay của Thập Tứ Huynh, một ngàn con dung, lão phu, sao? Ngươi tính ăn quỵt sao? Cửu ưu Thập Tứ Thiếu nhìn hắn từ trên xuống dưới, ý tứ sâu xa nói. Quả nhiên, không hổ xuất thân là từ Tam Đại Thánh Địa, ngay cả đánh cuộc với bổn công tử mà còn muốn dám quỵt nữa hả? Khúc vô hối, cái mặt già đỏ lên, nhất thời cười trừ, kiêu ảnh và thành ngâm khiếu, cũng hướng cửu ưu Thập Tứ Thiếu hành lễ, cảm kích lời giáo huấn của hắn cửu ưu thập tứ thiếu thở dài không thể tưởng được bốn công tử trong lúc vô tình nói cái chuyện có thể thành toàn cho đối thủ của mình mọi người ha hả mà cười lên nhưng mà khúc giật hồi ba người trong lòng vô cùng nặng nề lời của cửu ưu thập tứ thiếu chính là sự thật hơn nữa hiện giờ quả cũng đã rất tồi tệ rồi rốt cuộc phải làm thế nào đây ba người cao mày suy nghĩ nửa ngày nhưng mà cũng không nghĩ ra được gì không khỏi thở dài một tiếng khúc vô hối vẻ mặt phờ phạt tuyên bố trận thứ ba tà quân chi chủ thắng quân mặt tà cười cười dãy bảy thuộc hạ trở về quay đầu hướng khúc vô hối cười nói khúc tiền bối đa tạ lung linh liên kia một nửa đã thuộc về giảng bối rồi hắn nói tới những lời này hiển nhiên nhắc lại lời nói của khúc vô hối lúc trước nhưng mà hiện tại khúc vô hối có lời nào để mà nói còn có thể nói cái gì Kiều Ảnh lo lắng, lòng nặng triểu, đột nhiên nói Quân mặt ta, đánh cuộc lần này không cần phải tiếp tục nữa, cuộc chiến này bên ta bỏ cuộc, thánh địa chúng ta nhận thua, thua cuộc thì tiền đặt cược, linh lung liên nhất định sẽ đưa cho ngươi đúng hẹn, không sai lời, hai bên bỏ qua mọi chuyện, ngươi thấy thế nào? Kiều Ảnh là một người thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy, nhìn ba cái trận chiến vừa thấy, một loạt các sự kiện tương tự nhau. Trận chiến hôm nay thật sự có một chút quỷ dị. Thánh địa cử ra ba người, quân mặt tà cử ra ba người với trận pháp chờ sẵn. Năm người hắn có trận pháp năm người đối phó, bảy người kết quả y hệt. Tuy rằng còn ba trận chưa đánh, nhưng mà tam đại thủ hộ đã mất hết lòng tin. Quân mặt tà thực lực thật sự quá dị thường. Người của hắn trong ba trận trước thực lực bản thân từng người đã rõ ràng không bằng người của thánh địa thậm chí còn kém hơn một chút nữa. Vô luận là tu vi, quyền công hay là tâm tình, tất cả đều không bằng. Nhưng lại có thể dựa vào ba trận pháp thần bí để mà chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, mỗi một trận đánh đều thắng tuyệt đối, người an toàn trở ra. Cho dù thánh địa cử 10 người, thậm chí 20 người, sợ rằng quân mặt tà vẫn có trận pháp để mà đối phó. Hơn nữa, quy lực có thể càng ngày càng mạnh. Cho nên, kiêu ảnh lập tức đưa ra quyết định ngừng chiến. Không thể nghi ngờ quyết định này của nàng là chính xác, cực kỳ sản suốt. Việc này thành ngâm khiếu và khúc vô hối, không phải là không nhận ra với thân phận của mình, cảm thấy ngượng ngùng khi mình nói ra mà thôi. Kiều ảnh nói thì không có gì đáng trách cả, bởi vì kiều ảnh vốn là nữ tử, ở phương diện này đương nhiên là có ưu thế. Đương nhiên, hai vị nam nhân kia tuy là mặt dày nhưng cũng có một chút ẩn đỏ. Tuy nhiên, so với 10 cái mạng đang phơi sát trên sân đầy máu tươi chẳng có thấm vào đâu. Ngưng trận chiến này, nhận thua, đưa linh lung liên cho ta, các vị thật là muốn như vậy sao? Quân mặt tà giật mình nhưng mà nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Giờ khắc này, hắn như đang mộng du, lo suy nghĩ đến một sự kiện khác. Người chấp pháp trong giang hồ, cửu ưu thập tứ thiếu, trong lúc vô tình nói ra năm chữ này làm cho quân mặt ta trong lòng nhảy dựng lên đây chính là một từ hoàn toàn mới không nghĩ tới cửu ưu thập tứ thiếu có được giác ngộ bực này hoặc cũng có thể nói là vô tâm người nghe thì hữu ý nghe được năm chữ này quân mặt ta bất chợt dao động ta chưa có từng nghĩ rằng sẽ là quân lâm thiên hạ cũng không thể làm chúa tể muôn dân nhưng ta phải đặt ra một quy tắc nếu đã có quy tắc nhất định cần người chấp pháp người chấp pháp trong giang hồ người này phải ở trong giang hồ nhưng mà thế lực phải siêu nhiên vượt trên giang hồ quy tắc này một khi mà chế định thành công so với vị trí cao cao tại thượng của thánh địa còn muốn cao hơn mà điều kiện tiên quyết chỉ có một hoặc khuất phục tam đại thánh địa hoặc quỷ diệt hoàn toàn khi mà hắn đang suy nghĩ về chuyện này đúng lúc kiều ảnh đưa ra yêu cầu ngưng chiến nhưng trong mắt của người ngoài, đôi mắt sáng lung linh của Kiều Ảnh lại có sức hút làm cho người khác ngây ngất. Cho nên, nàng vừa nói ra cái điều gì đều làm cho đối phương nhanh chóng đáp ứng nhằm lấy lòng mỹ nhân. Đừng nói người khác không nhận ra, cho dù là Mai Tiếu Kiên thấy bộ dạng lưu manh đang đùa giỡn này của hắn cũng không nhịn được muốn dặn đứt cái lỗ tai của hắn luôn. Người nhà thấy mỹ nữ là con mắt cứ sáng rỡ, thật là xấu hổ. Tốt nếu quân công tử không có dị nghị thì việc này quyết định như vậy đi, quyết chiến lần này dừng tại đây. Kiều ảnh dùng một giọng chân thật đáng tin nói, nhưng mà nàng vừa nói xong, phong ba liền ập xuống. Chờ một chút, sao lại nói sẽ không có ý kiến, vừa rồi ta có nói đồng ý sao? Quân mặt tà dễ mặt buồn bực, cho dù là nữ nhân cũng không có nên già mồm lấy quyền hạn ác lẽ phải cũng không thể tùy tiện thay ta mà kết luận như vậy ngươi mặc dù là nữ nhân nhưng không phải là nữ nhân của ta quyết đấu không chết không ngừng trước mắt chỉ mới có một nửa tại sao phải dừng để cho thánh địa các ngươi sau đó bài binh bố trận quay lại phản công sao cửu ưu thập tứ thiếu hiển nhiên rất là mất mãn mắt thấy người của tam đại thánh địa đổ máu phơi thay trong lòng đàn khoái trá đây là một phần hưởng thụ khó mà có được. Sao lại quỷ bỏ vậy chứ? Hắn dĩ nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Không sai, ta vẫn chưa thua. Quyết chiến trước mặt chỉ mới có một nửa, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chưa chắc đã không thể chuyển bại thành thắng. Hơn nữa cái trận quyết chiến giữa ta vũ mặt tà, tuyệt không thể quỷ bỏ được. Hà Tri Thu mặt đỏ bừng, trong đôi mắt lộ ra thần sắc căm hận tới cực điểm. Ba trận trước thảm bại, 15 cao thủ xuất chiến đều hy sinh, lại còn bị giết ngay trước mặt của mình. Đối phương ngay cả một người cũng không chết. Cuộc chiến thất bại như thế này, thử hỏi làm sao mà chịu nổi. Hà Tri Thu, chẳng lẽ người muốn đem toàn bộ chiến lực của thánh địa nơi đây chôn dùi sao vậy? Toàn bộ biến thành thi thể, người mới bằng lòng nhận thua sao? Kiều ảnh lạnh lùng nhìn Hà Tri Thu lớn tiếng qua khỏi. Hà Tri Thu bị kìm hãm quá mức cho nên chợt phá lên. Thì ra người thủ hộ là bởi vì sợ hao binh tổn tướng cho nên mới đưa ra cái hạ sách này. Lão Phu hôm nay dù có chết ở đây cái trận chiến này tuyệt không nhận thua. Thân thể của hắn có một chút run rẩy khàn giọng nói. Đây chính là chí bảo trấn cung, linh lung liên mà thiên thánh cung ta không thể tồn tại mà không có nó. To gàng ba người chúng ta chẳng lẽ không rõ hơn ngươi sao? Khúc giật hồi lạnh lùng thốt. Hà Tri Thu, ngươi bây giờ chỉ là cần phục tùng mệnh lệnh thôi. Chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Thiên Thánh Cung vẫn không tới lượt hậu bố như ngươi làm chủ đâu. Khúc giật hồi nói những lời này rất là nặng nề, làm cho Hà Tri Thu nhất thời nghẹn lời. Nội bộ các ngươi dường như không có đoàn kết. Hơn nữa đương sự chính là ta đây vẫn còn chưa có đồng ý quân mặt tà có một chút buồn bực. Tại sao lại phải dừng lại? Nếu dừng lại, ta sao tiếp tục mà luyện binh đấy? Làm sao mà tìm được đối tượng ưu tú như thế này, bồ dưỡng người của ta đây? Chương 907, Diêm Hoàng Chi Quyết Ma Kiếm, quân công tử, lời ngươi vừa nói khi nãy xem như đã ngầm đồng ý, bây giờ phủ nhận cũng không quý nghĩa nữa. Thành Ngâm Khiếu thản nhiên nói, cho dù ngươi vẫn muốn tiếp tục quyết chiến, cũng không có đối sách để mà đánh. Chẳng lẽ các ngươi định tổ chức người của mình tự đánh nhau sao? Nếu là như vậy, bên ta không có ngại ở lại thưởng thức kỹ thuật tập trận quyền bí của các ngươi đâu. Quân mặt tạ trừng mắt, hắn như muốn hét lớn, thật sự là không nghĩ ra cái vị thủ hộ đại nhân này nói chuyện vô sĩ vậy. Đây có phải là tồn tại truyền kỳ, tiền bối trong truyền thuyết không vậy? ba vị thủ hộ đại nhân, coi như là mấy trận sau á, chúng ta không có chiến và nhận bại, nhưng mà ta còn có một tràng ước hẹn với quân công tử. Hãy vô nhai nói, chỉ là không cần biết thắng hay là bại, lão hữu phải cùng với quân công tử luận bàn một trận, chuyện này xin ba vị đại nhân thành toàn cho. Luận bàn hả? Kiều ảnh ba người nhìn nhau, có một chút lay động, chỉ cần không phải là sinh tử chiến thì ba người cũng có thể chứng kiến thực lực đích thực của quân Mạc Tà. Đây cũng là một ý không tội. Cho dù là cửu ưu thập tứ thiếu cũng phi thường kích động, dựa vào cái trận chiến này có thể chứng kiến độc môn công phu của quân Mạc Tà, đệ tử của vị cửu tiêu đệ nhất gia kia mà chính mình cũng có một cuộc ước hẹn với vị cửu tiêu đệ nhất gia. Nếu bây giờ có thể thấy được một chút thì cũng tốt thôi mắt thấy bốn lão yêu tinh sống trên một ngàn năm, hoặc ít thì cũng là tám trăm năm dùng ánh mắt hứng thú đang nhìn mình. Quân mặt ta cười khổ một tiếng. Có vẻ như ta chưa đáp ứng, các ngươi tính giỏi quá. Cái này không phải điều tiện nghi cho thánh địa các ngươi sao? Quân công tử nói cái gì vậy? Đây không phải là chúng ta thương lượng với ngươi sao? Thành ngâm khiếu nói, nếu ngươi không chịu đáp ứng, ta và khúc chật hồi cùng hai người trẻ tuổi các ngươi luận bàn hai người chúng ta dù sao cũng là người của thánh địa cũng không tính là phá hỏng chuyện ước hẹn lúc trước thành ngâm khiếu quá là xỏ lá thật là cái này chưa tính là phá hỏng ước định quân đại thiếu gia đã bị những lời này làm cho hoảng sợ thầm nghĩ ngày đó chỉ có một mình kiều ảnh mà mình chống đỡ không được rồi bây giờ cả hai người cùng lên chẳng phải là luận bàn mà chính là tự mình tìm tai họa Bất quá linh lung liên xem như đã tới tay. Nếu mình kiên quyết không có buông tha cuộc chiến này thì sợ ba người kia sẽ không bỏ qua cho mình. Chuyện này chưa chắc đã là một chuyện tốt. Trận chiến này nếu luận bàn là chính thì cũng không cần phải tới mức sinh tử. Ba người gắt ngươi rốt cuộc là do ai xuất chiến? Hà Tri Thu là ngươi sao? Khúc vô hồi hỏi lại. Trận chiến này không cần phiền tới Hà Huynh lão phu cùng với vị tà quân chi chủ này luận bàn một chút một người bên trong phe thánh địa chậm rãi đi ra chính là triển mộ bạch lúc này tinh thần của hắn rất sung mãn mặt mũi hồng hào nào còn có bộ dáng chật chật lúc trước triển mộ bạch nói luận bàn một chút nhưng âm điệu lại trầm trọng cực kỳ một loại áp lực nặng nề cứu ưu thập tứ thiếu con mắt nheo lại cẩn thận quan sát triển mộ bạch lúc trước hắn hạ cấm chế âm dương luyện hồn tự tin trên đời không có ai giải nổi nhưng mà hiện tại triển mụ bạch lại có thể xem như không có làm sao bảo hắn không kinh hãi tiếp tục cẩn thận nhìn một hồi cứu ưu thập tứ thiếu ánh mắt chợt lóe lên thì thầm nói thì ra là thế trên người triển mụ bạch hơi thở dao động cực kỳ mãnh liệt cái này không nên xuất hiện trên người của một vị cường giả thánh hoàng xem ra người này đã dùng phương pháp tà môn cực kỳ cường đại để mà đem thương thế lúc trước đè nén lại, đồng thời cũng đem cấm chế cửu ưu thập tứ thiếu ép xuống. Cái loại biện pháp tà môn này từ trước đến nay được lưu truyền trong thánh địa cũng chỉ có một loại băng quyết liệt thể. Đây cũng là một loại thủ đoạn cực kỳ cực đoan. Một khi mà sử dụng, người này nhất định sống không quá một thời ba khắc. Nhưng mà trong thời gian này, cho dù có bị thương nặng tới đâu thực lực có thể lập tức khôi phục đồng thời còn có thể tăng gấp đôi quan trọng nhất đó là cái loại phương pháp này một người tuyệt đối không thể tự làm nhất định phải có người ngoài hỗ trợ phối hợp với mình thì mới thành công được xem ra giờ phút này triển bộ bạch trong lòng đã muốn chết chẳng lẽ hắn tính lôi kéo quân tiểu tử cùng vào tiểu lộ sao cửu ưu thập tứ thiếu con mắt lóe lên một cái không khỏi trầm ngâm cũng tốt. Bốn công tử cũng đang có hứng thú cùng triển thánh hoàng bàn luận một chút đây. Quân mặt tà khóe miệng lạnh như băng, mỉm cười, nói một câu trả lời. Hắn đồng dạng đem bốn chữ luận bàn một chút, nhấn mạnh. Triển màu bạch ở thiên phạt xâm lâm, đánh lén một chữ, suýt nữa làm cho quân mặt tà dạng kiếp bất phục. Không chỉ vậy, hắn cũng đã thương xà dương thiên tầm. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa biết sống chết cưu hận thấu xương như vậy quân mặt tà không có lúc nào không để trong lòng bây giờ hắn lại tự chui ra để mà nạp mạng có lý gì mà bỏ qua cơ hội tốt này đành phải gật đầu nhanh chóng đáp ứng thôi hai người đối mặt mỉm cười thản nhiên nhưng mà trong lòng nổi lên một loại sát khí triển mộ bạch lúc trước đã từng bất chấp thân phận đánh lén quân mặt tà điểm này tất cả mọi người đều biết quân mặt tà rất hận triển mộ bạch cái điểm ấy tất nhiên không gì phải nói. Nhưng mà tại sao triển mộ bạch mang cựu hận đối với quân mặt tà? Chẳng lẽ người đánh lén người ta, chiếm đại tiện nghi còn muốn tức giận? Cái này cũng có sao? Nếu quân mặt tà nói không sai, thì nhân phẩm của triển mộ bạch quá là tồi tệ bị ổi đến cực điểm. Trận chiến này, người có thể không tiếp nhận. Cửu ưu thập tứ thiếu nặng nề nói, ngũ ý có điều muốn nhắc nhở. Đúng, ta có thể không tiếp nhận. Ta cũng biết chuyện mộ bạch nhiều lắm, cũng chỉ có thể sống một thời ba khắc nữa thôi. Nhưng mà ta không cam lòng để cho hắn đi như vậy. Nếu triển mù bạch phải chết, thì hắn nhất định phải chết trong tay của ta. Chết trong tay của người khác tuyệt đối không được. Quân mặt tà âm u nói, đó là hắn chưa chết. Cho dù hắn chết, ta cũng muốn lôi hắn ra khỏi địa phủ, giết hắn một lần nữa. Cho dù hắn không có thù quán gì, ta cũng phải tìm hắn để mà tính sổ vì hắn nợ ta, nợ nàng ấy. Quân mặt ta hít một hơi thật sâu nói từng chữ một. Trận chiến hôm nay không thể tránh được, đây ta đòi lại công đạo cho mình, cũng là đòi công đạo cho nàng. Bóng người chợt lóe thân ảnh quân mặt ta cao to tuấn tú xuất hiện giữa sân. Cửu ưu thập tứ thiếu cùng với đám người kiều ảnh, thanh ngâm khiếu đều có một chút trầm mặt. Trong đó, người bối rối nhất là kiều ảnh nàng bị những lời nói cuối cùng của quân mặt tà làm cho nổi da gà. Người khác không biết, nhưng mà nàng lại biết rõ ràng quý hồn vốn có thật. Nghĩ đến câu nói kia của quân mặt tà, cho dù hắn chết, ta cũng muốn lôi hắn ra từ địa phủ rồi giết hắn một lần nữa. Cả người của nàng không khỏi lông tóc dựng đứng. Quán khí đáng sợ cỡ này, cưu hận đến tận xương tủy, quả thật nghe mà rợn cả người. Giữa sân, gió thổi ào ào, hai người không nói một lời, thế nhưng đã muốn động thủ rồi nhưng mục đích của hai người lại giống nhau nhất định phải giết chết đối phương cho nên triển mộ bạch vừa lên liền dở ra tuyệt kỹ của mình thậm chí còn chưa ra tay không gian xung quanh đã bị hắn phong tỏa thiên địa tù lung và quyền công diêm dương độc đáo cũng đã xuất ra quyền công diêm dương vừa hiện thiên địa xung quanh đột nhiên nóng lên càng ngày càng oi bức thậm chí mấy cổ thi thể ở trong sân đã bắt đầu nóng lên rồi bốc cháy cái mùi khét lẹt nồng nặc tràn ngập trong không khí liệt diễm hừng hực mọi người xung quanh trên mặt đất đều lộ ra thần sắc thận trọng trận chiến này đối với quân mặt tà có thể nói rất bất lợi triển bộ bạch thi triển băng quyết liệt thể tuy rằng làm cho hắn chết nhanh hơn nhưng mà công lực của hắn đang tăng lên gấp bội thực lực bản thân đạt tới gần thánh hoàng cấp 4 thậm chí mơ hồ có thể đột phá cấp 5 bộ dạng quân mặt tà hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là trình độ thánh hoàng cấp 3. Thực lực sai biệt một trời một vực như vậy lấy gì mà chống đỡ. Quân đại thiếu gia làm cho mọi người lo lắng nhưng mà trong sân quân mặt tà lại triển khai công kích trước. Trước mắt của bao người quân mặt tà đột nhiên cả người lơ lửng bay dút lên giống như một con chim ưng màu trắng vỗ cánh bay lên trời chợt lóe lên liên ở phía trên đầu của triển mộ bạch kiếm quan lạnh lẽo lóe lên một cổ hơi thở uy hoàng cao ngạo lan tỏa khắp thiên địa một cổ hơi thở uy hoàng cao ngạo lan tỏa khắp thiên địa giống như là một vị diễn cổ đế quân đang ngủ say đột nhiên mở mắt tản mát ra khí thế quân lâm thiên địa duy ngã độc tôn diêm hoàng chi quyết thần kiếm đã rời khỏi vỏ lúc mà xuất thế muốn tắm máu của vị thánh hoàng của tu vi cao nhất Tuy rằng cái vị thánh hoàng này có thái độ làm người thập phần xấu xa, nhưng mà tu vi của hắn lại rất cao. Thần kiếm vừa xuất, cũng chỉ mới xuất ra mà kiếm quang đã khắp trời. Bầu trời trong nháy mắt, lột xác biến thành một mảnh quyết sắc. Quyết sắc dày đặc, đem sức nóng diêm dương quyền công của triển màu bạch đè nén xuống. Cái này mới chỉ là lực lượng của bản thân thần kiếm phát ra. Quân mặt tà vẫn còn chưa thi triển quyền công của bản thân để phối hợp. Bên ngoài cửu ưu thập tứ thiếu lần đầu tiên cảm giác thở không ra hơi. Hai con mắt không khỏi trợn lên, trên mặt lộ ra một vẻ chấn kinh chưa từng có từ trước đến nay hơn 1.300 năm. Điều này sao, sao có thể? Thần ký hay là ma kiến? Cửu ưu thập tứ thiếu buộc miệng nói, rút linh hồn, thôn thiên phệ, chẳng lẽ truyền thuyết lại là sự thật? Trong thế gian này quả thật của thần linh? ba người kiều ảnh thành ngâm khiếu khúc giật hồi thân sắc rung động tới cực điểm vẻ mặt tràn ngập sự khó tin hy vọng rằng những gì mình đang thấy không phải là sự thật triển mộ bạch sau khi mà chuẩn bị xong khí thế tỏa ra liên chiếm thượng phong tuyệt đối nhưng quân mặt tà chỉ mới vừa xuất kiếm chỉ bằng quy thế của chui thần kiếm này đem tình thế đảo ngược chui kiếm này hiển nhiên không thể dùng trên ý nghĩa bình thường để mà nói thần binh lợi khí để hình dung đâu. Theo như lời cửu ưu thập tứ thiếu, đây chính là thần binh linh thông. Quân mặt tà thét dài một tiếng, chân chính lăng không đánh xuống. Diêm hoàng chi quyết, ngân lên một tiếng như là rồng ngâm phượng hót, sát khí dày đặc. Sát khí quân mặt tà xuất theo kiếm, tức thời cùng sát khí của Diêm hoàng chi quyết, hoàng mỹ dung hợp là một. Chính là sát thế, sát khí một khi đã hình thành với số lượng lớn, liền phát sinh biến đổi. Đây gọi là sát thế trong mắt của đám người kiều ảnh. Mọi người đang theo dõi đều có cảm giác một kiếm này giết người chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Mặc kệ đối mặt là ai đều bị chém giết. Nếu mà phản kháng chính là đại nghịch bất đạo. Đối mặt với một kiếm này chỉ có phục tùng thôi. Mặt tà trong mắt lóe lên tinh quang. Một kiếm này thực sự nói lên ý nghĩa to lớn của từ thế. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể phát ra một kiếm như vậy? Người làm được đều là tuyệt thế chi qua. Chính giờ phút này, vô luận là ai cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ, được chứng kiến sự kiện hy hữu này. Giờ khắc này, quân mặt tà chứng minh một điều diên hoàng chi quyết, chính là độc tôn kiếm. Chương 908, ngàn vạn lần không nên chọc ta cảm thụ sâu sắc nhất chính là triển mộ bạch. Triển mộ bạch cảm giác được trước mặt mình lúc này chính là một chúa tể vô thượng. Chúa tể này không những nắm giữ tính mạng mà còn nắm giữ cả linh hồn của hắn. Đôi mắt giống tràn ngập chết chóc và sát ý của hắn lúc này chỉ còn lại một nét quảng sợ, toàn thân vô lực. Hắn nhiều lần cố gắng xúc tích quyền khí nhưng mà đều vô ích. Thành kiếm trong tay giờ nắm giữ còn khó khăn đừng nói đến chuyện múa may trong tương lai lại có một kiếm pháp bá đạo, công pháp thần dĩ dãy sáp. Đây, đây là kiếm pháp gì? Kiếm hoàng lóe lên, mặc dù lúc này triển mộ bạch đang ở trong cục, vẫn còn giữ lại một tia thanh tĩnh dưới tình huống sống chết, hắn cắn mạnh đầu lưỡi một phát, phun ra một ngậm máu. Cảm giác đau đớn đã nổi lên khiến cho hắn khôi phục thần trí. Giờ phút này quân mặt tà không còn lưu thủ, tâm tư để mà đùa giỡn đối với hắn hắn không cho phép triển mộ bạch chết là do bị bí pháp cắn trả. Triển mộ bạch chắc chắn là phải chết. Trận chiến này có thể nói là trận chiến đường hoàng nhất của quân Mạc Tà từ lúc mà xuất đạo đến giờ. Quân Mạc Tà cần phải dùng mọi thủ đoạn tấn công cung bạo chỉ trong một thời gian ngắn phải tiêu diệt triển mộ bạch, tự thân xác lập danh hiệu Tà quân chi chủ. Tà quân xuất thế trận chiến đường hoàng đầu tiên. Khen một tiếng, hai kiếm cuối cùng đã vào phòng. Quân mặt tà từ trên ép xuống, triển mộ bạch từ dưới lần không lên. Âm một tiếng, từng đạo kiếm khí xoáy tròn, bắn ra, đem đất đá xung quanh sang phẳng. Sau đó, lao dút lên không trung, tựa như cơn lốc khổng lồ, xóa tan màn tuyết. Mặt đất, ở 40 rượng xung quanh triển màu bạch, làm trung tâm khẽ nứt ra như rễ cây. Từng vết nứt thật sâu, lan ra khắp nơi. Toàn bộ thủ đoạn của triển màu bạch là không gian diêm dương sau một kích sóng mái đã nháy mắt tan thành mảnh nhỏ. Bọn hắn sớm đoán được cái vị tà chi quân chủ quân mặt tà này tất nhiên rất mạnh. Bằng tuổi này mà dám lực hoành không xuất thế, ngạo thị thiên hạ, làm sao mà loại người không chịu nổi một kích. Tuy nhiên đoán một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Lấy công lực của Thánh Hoàng Tam Cấp, áp đảo một vị Thánh Hoàng Tứ Cấp Đỉnh hoàn toàn chiếm hết thượng phong. Hơn nữa sau lưng của hắn còn có một vị sư phụ thần bí. Đồ đệ đã như vậy, sư phụ sẽ ra sao? Cấp bậc kinh thiên động địa đến thế nào? Chỉ trong một thoáng, sắc mặt của thành ngâm khiếu và khúc giật hồi đều thay đổi. Quân mặt tà khẽ rên một tiếng, nương theo phản chấn, bắn thẳng lên trời. Triển mộ bạch gào lên đào đớn, từ chân đến đùi, cơ hồ đã bị dùi trong đất. Hắn rống to lên một tiếng, các vết nứt xung quanh dở dụng, bản thân phóng lên truy kích quân mặt tà tại lần liều mạng này bảo kiếm theo triển mộ bạch mấy trăm năm nay đã bị thủng một chỗ thật to gần như là đã mất đi một nửa rồi thanh kiếm này chính là chiến hồ kiếm vô cùng nổi danh kiếm này du kiên bất tội chém sắt như chém bụng có độ rắn chắc có thể gọi là đệ nhất đại lục triển mộ bạch nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được thanh kiếm này sau đó nhờ nó mà tung hoành thiên hạ có thể nói thành tựu một đời của hắn, thanh kiếm này chiếm một phần không nhỏ. Nhưng mà không ngờ thanh kiếm này chỉ chịu có một đợt quanh kích của Diêm Hoàng Chi Quyết đã gần như mất một nửa. Thanh kiếm của quân mặt tà là thần binh bực não. Lúc này triển mộ bạch không có thời gian để đau lòng, nhảy mắt, hắn chỉ còn lại hình ảnh đại cừu quân mặt tà thôi. Tuy rằng hắn có lỗi với quân mặt tà, nhưng mà trong lòng hắn quân mặt tà không thể không chết lão già yêu nghiệt đáng chết lần trước là do quân mặt tà không đề phòng cũng như không có thực lực để mà phản kháng lúc này quân đại thiếu gia không những tiến bộ kinh người bản thân luôn theo dõi nhất cử nhất động của triển mô bạch quân mặt tà cười to xoay người lại chém một nhát đánh nát trưởng phòng của triển mô bạch ken một tiếng hai kiếm lại giao nhau giữa không trung đoạn kiếm như có sinh mệnh đột nhiên gia tốc quay ngược lại tốc độ hơn xa lúc đầu bắn về phía triển mộ bạch như chính vị chủ nhân này mới là thủ phạm đánh gãy nó trưởng phong bị đánh nát kiếm khí của bản thân quân mặt tà ép cho quay ngược trở về triển mộ bạch lúc này vô cùng khó chịu bản thân đã muốn học máu cùng lúc đó nửa đoạn kiếm lại như lôi đình xuất hiện trước mắt của hắn hắn dung nửa đoạn kiếm còn lại lên đánh bay cái đoạn kiếm kia nhưng mà lúc này trường kiếm của quân mặt tà cũng đã đánh tới kiếm khí dày đặc khiến da gà của triển mộ bạch nổi lên. Triển mộ bạch lúc này không còn quan tâm đến sinh tử của bản thân, đối với một kiếm cuồng phong bạo vũ của mặt tà, há miệng cười to, tay cầm nửa đoạn kiếm phóng vào ngực quân mặt tà. Thân thể của hắn giữa không trung cũng đồng thời điên cuồng đánh tới, mỗi quyền mỗi kích đều mang theo quyền lực toàn thân. Đối diện với đoạt mệnh kiếm đang đến, triển mộ bạch đã chọn đấu pháp liều mạng hơn nữa mục đích quán vô cùng rõ ràng là đồng quy du tận nhưng mà thân thể quân mặt tà đột nhiên biến mất chỉ còn một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi giống như quân mặt tà hoàn toàn tiêu thất trở lại vị trí cũ nhưng chính trong cái nháy mắt này đoạn kiếm đã xuyên qua tàn ảnh quán bắn vào không trung từ ngoài nhìn vào giống như là một đoạn kiếm xuyên qua thân thể hư ảo của quân mặt tà rồi tiếp tục tiến tới thành ngâm khiếu và khúc giật hồi Đồng thời nhìn về phía Kiều Ảnh Dù sao ở phương diện này Nàng mới chính là đại hành gia Ẩn thân thuộc Kiều Ảnh khẽ lắc đầu Mặc dù hắn dùng Ẩn thân thuộc Nhưng mà Ẩn thân thuộc Theo giải thích bình thường Chính là khiến cho đôi mắt không thể phân biệt được Nhưng mà bản thể vẫn tồn tại Không thể tránh né được công kích Kỹ xảo này của quân mặt ta Hoàn toàn thoát khỏi công kích Chính là bản thân ta lúc này Chưa thể lý giải được vẻ khiếp sợ trên mặt của hai người càng đậm. Họ xoay đầu lại tiếp tục theo dõi, chỉ thấy từ lưng của triển mô bạch một mũi kiếm mang theo máu tươi đã xuyên qua. Không biết từ lúc nào quân mặt tà chuẩn xác đâm vào tim của triển mô bạch. Nhất kiếm đoạt mệnh, một kiếm này không khách khí, từ tim xuyên hẳn ra phía sau của triển mô bạch. Thân thể triển mô bạch chấn động, hung quan đại thịnh, hoàn toàn không để ý đến bản thân, song trưởng toàn lực đánh về phía quân mặt tà. Quân mặt tà cười lạnh, nhẹ nhàng rút kiếm ra, thân hình lóe lên tránh khỏi công kích của hắn. Một kiếm vừa rồi của hắn tuy là xuyên qua thân thể triển mùa bạch, nhưng mà hắn không trực tiếp phát động khai thiên tạo hóa công, phá hủy tâm mạch của triển mùa bạch. Tuy là chính hắn muốn triển mùa bạch phải chết, nhưng mà hắn không thể để cho triển mùa bạch được chết dễ dàng. Làm sao mà có loại tiện nghi như thế chứ? Kiếm quang lóe lên rồi biến mất quân mặt tà bỏ kiếm dùng trưởng quát lên. Triển mộ bạch chuẩn bị trả nợ đi. song trưởng hoàn toàn không có biến hóa, từ không trung đánh thẳng xuống, khí thế như thái sơn áp đỉnh. Triển mộ bạch tất nhiên không có ngồi yên chịu chết, cố chấp dẫn quyền khí dùng tay xuất trưởng đánh trả. Bốn trưởng giao nhau, triển mộ bạch là thảm, cổ họng không chịu được đã phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương cũ cũng theo quyền lực mà nổ tung, trước sau hai cái lỗ máu đồng thời phun ra hắn dỗ dàng xuất chưởng sao có thể đọ với một chưởng toàn lực của quân mặt tà thân thể triển màu bạch rơi xuống chân tay không ngừng dễ dụa ánh mắt thù hận không cam lòng quân mặt tà không có buông tha tiếp tục xuất chưởng quy thế không giảm mà tăng lên từng chút một đánh xuống từng đạo âm thanh không ngừng dàn lên từ đầu là song chưởng đấu chiến càng về sau chỉ còn có một bên đánh và một bên chịu đòn. Tiếng xương cốt dở dụng từ không trung không ngừng truyền xuống. Một tiếng thét dài gian lên. Quân mặt tà, một thân bạch y bắn thẳng lên không trung 30 trượng, cười ha hả. Triển mộ bạch, có nợ phải trả, đây chính là kết cục của loại tiểu nhân đê tiện như mi. Trong tay của hắn còn một thân thể mềm hoạt, cánh tay quân mặt tà khẽ rung, khối thân thể kia lại co giật đúng là triển mộ bạch. Sinh mệnh của Thánh Hoàng quả nhiên phi phạm. Lúc này, đầu của triển mộ bạch lại như một phấn, tan vỡ, sau đó hòa trong không khí. Sắc mặt của đám người tam đại thánh địa phía dưới vô cùng âm trầm, ánh mắt trừng lên không ngừng nghiến răng. Quân mặt tà, làm thế không khác gì tác thẳng vào mặt mũi của tam đại thánh địa. Nhưng mà bọn hắn không thể không nhận cái tác này. Ở đây có cửu ưu thập tứ thiếu, lại còn có tam đại thủ hộ giả bọn hắn không muốn làm một miếng mồi cho tất cả sâu xé thân thể mất đầu của triển Mậu bạch từ không trung rơi xuống một đoạn đột nhiên một làn khói trắng từ cổ quán thoát ra quá thành một thân thể nhỏ chưa đầy một thước nhưng lại có đầy đủ tứ chi ngũ quan đây rõ ràng là một triển mộ bạch tu nhỏ linh loại đây cũng là tình huống chỉ có thể xuất hiện ở tu di thánh hoàng một khi mà thánh hoàng tử vong sẽ hình thành linh loại mà linh loại này không giống như nguyên anh trong giới tu chân. Linh loại này chính là một tồn tại hữu hình vô chất. Nếu linh loại này có thể may mắn trốn thoát, có thể tìm một nhà nào đó trọng sinh đầu thai chờ ngày suốt thế. Linh loại sau khi mà đầu thai có thể giữ lại trí nhớ của kiếp trước. Quan trọng nhất là linh loại có thể miễn nhiễm với quyền khí. Cũng chỉ có tứ cấp thánh hoàng trở lên mới có loại linh loại này tỷ như là đám người chết dưới tay cửu ưu thập tứ thiếu thì không thể. Linh loại nhón lên một cái, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng, sau đó lập tức lao xuống muốn trốn. Quân mặt tà ngạc nhiên cười một tiếng. Ô, còn có một thứ đồ chơi hay như vậy sao? Chương 909 Hắn tiện tài dung ra một chữ ý đồ tiêu diệt nốt. Nhưng mà không ngờ linh loại kia không tổn hao gì, ngược lại còn lợi dụng trưởng phong mà thoát xa hơn, đôi mắt nhỏ bé liếc nhìn quân mật bà, ánh mắt tràn đầy thù hận cùng một vẻ khinh miệt không thể che giấu. Kiều ảnh lướt ra ngân đón, ý đồ của nàng tất nhiên muốn giữ lấy linh loại này, sau đó dùng phương pháp đặc thù bảo dưỡng rồi tìm một gia đình thích hợp cho linh loại đầu thai. Sau đó, thánh địa sẽ cho người thủ hộ, đợi cho đứa trẻ xuất thế liền đón về tiếp tục giúp đỡ tu luyện. Dù sao, linh loại này cũng vô cùng khó tìm, nếu là thánh hoàng hết thọ mệnh mà mất đi không có xuất hiện linh loại này một người nếu như bản thân có đầy đủ kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm tốc độ tu luyện tất nhiên phải kinh người chỉ cần qua một đoạn thời gian là một cao thủ tuyệt thế sẽ lại xuất hiện thành tựu có thể lớn hơn kiếp trước linh loại này nhìn thấy kiều ảnh trên khuôn mặt hiện là một vẻ vui mừng hắn lúc này đã có chỗ dựa rồi khuôn mặt quay lại nhìn quân mặt tà, làm một thủ thế cổ quái. Ánh mắt hư ảo tràn đầy quán độc. Quân mặt tà bật cười, hắn làm sao mà không hiểu được ý tứ của loại thủ thế này. Hãy đợi đấy. Hiển nhiên, triển mộ bạch muốn là quân mặt tà, chờ hắn quay lại báo thù. Quân mặt tà cười hăng hắc. Ngươi nghĩ, ngươi còn có cơ hội sao? Thật là nằm mơ. Tay phải khẽ lật, một đạo hắc sắc quả diễm xuất hiện, ngón tay bắn ra, dục một tiếng ngọn lửa bay về phía linh loại linh loại kia như bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế không tự chủ được đón chào quả diễm lúc này khoảng cách giữa linh loại cùng với kiều ảnh còn chưa đến năm trượng. hắc sắc quả diễm trước mắt của chúng nhân tiếp tục với linh loại khuôn mặt linh loại lúc này tuy là hư ảo nhưng mà vẫn lộ ra vẻ thống khổ quả diễm kia đã từ hai chân cháy dần lên nhẹ nhàng từ từ lan ra toàn bộ thân thể toàn bộ cường giả, kể cả cửu ưu thập tứ thiếu đều lui về phía sau, khuôn mặt không tự chủ được, hiện lên một vẻ kinh sợ. Ngọn quả diễm nhỏ bé đó không ngờ mang đến một cảm giác nguy hiểm. Ngay cả cửu ưu thập tứ thiếu cũng cảm giác lông tóc dựng đứng. Hả? Đây là một loại quả diễm gì? Ngay cả linh loại cũng có thể gây thương tổn sao? Việc này vừa quá nhận thức của mọi người ở đây. Kiều ảnh, ngừng thân, phẫn nộ quát lên. Quân mặt tà, Ngươi muốn gì? Triển mộ bạch cũng đã chết rồi. Sao mà ngươi không chịu buông tha? Cả linh loại cũng muốn diệt sát vậy? Quân mặt tà thản nhiên trả lời. Triển thánh hoàng thật sự chết sao? Ngươi không thấy cái điệu bộ của linh loại kia sao? Lại còn thủ thế bảo ta chờ hắn. Ta không rảnh để mà chờ hắn mấy ngàn năm đâu. Một lần giải quyết cho xong. Bớt một việc còn hơn thêm một việc. Kiều ảnh tức giận không có nói ra lời bộ ngực ba động mãnh liệt một hồi, khuôn mặt đỏ bừng nghiến răng. Quân mặt tà, thủ đoạn của ngươi thật là quá cay độc, ngay cả linh hoạt cũng không buông tha. Nó cùng với trẻ con có khác gì nhau đâu, ngươi thật là không có nhân tính. Trẻ con, ngươi nói là trẻ con sao? Ngươi chẳng lẽ không biết cái tên trẻ con này khi mà lớn lên, trốn ở một nơi bí mật nào đó, tu luyện rồi trả thù quân gia của ta, sẽ có bao nhiêu người chết trong tay của nó. Quân mặt tà mỉm cười, trào phúng nhấn mạnh hai chữ trẻ con. Một mạng của hắn đổ lấy vô vàng mạng sống quý giá của người nhà ta, tại sao lại không làm? Nói đến đó, cái tay lại khẽ dung lên, ngọn lửa dây lấy thân thể của linh loại, chậm chậm bóc cháy. Quân mặt tà lại rung lên, ngọn lửa đen bay về ngón tay của hắn, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Một trận thở dốc dồn dập, một đám người của Tam Đại Thánh Địa, hai con mắt đỏ bừng thân tình phẫn hận đồng thời lao tới. Giết cái tên ác ma này đi, tiểu tử này đã quá cuồng, mất hết nhân tính rồi, giết hắn. Giết hắn báo thù cho Triển Thánh Hoàng. Vì các huynh đệ báo thù, khúc giật hồi hét đồng một tiếng, toàn bộ ngừng tái. Thanh nằm khúc giật hồi chấn động khắp nơi, nhưng mà hiện tại mọi người đã phát cuồng, căn bản chẳng còn ai nghe theo lệnh của hắn. Khuôn mặt quân mặt tà trở nên lạnh băng, Bảo thù đến hay lắm. Tất cả đến đây đi. Thiếu gia ta vô cùng quan ngân. Không có thu tiền vé đâu. Cứ đến đây càng nhiều càng tốt. Hắn dung tay lên thét to một tiếng. Rơi xuống cho lão tử. Một tiếng ầm gian lên. Một cái hố to khoảng 10 trượng đột nhiên xuất hiện. Phải nói là một quyệt động không đáy đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ cái đám cao thủ tiến tới. Kể cả hai tên thánh hoàng. Không ứng phó kịp. Toàn bộ bị hút xuống. Quân mặt tà cuồng tiếu khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải dùng lên, đạo quả diễm khủng bố lại xuất hiện. Vừa rồi, thiêu quỷ linh loại, hắn chỉ dùng có một nắm nhỏ, nhưng mà hiện tại, đạo quả diễm này đã gần hai trượng, ánh mắt quân mặt tà chợt lóe lên quát lạnh. Tới! Hắc sắc quả diễm bay ra, tán thành một đám lửa màu đen, tạo thành một tấm lưới phủ toàn bộ huyệt động, rồi chậm rãi úp xuống. Tự nhiên, thiên y vô phùng, không ai có thể thoát dừng tay mau dừng tay lại thành ngầm khiếu cùng với khúc chật hồi thấy thế cùng lúc rống lên sau đó phi thần lướt tới nhưng quân mặt tà, cũng như là cái đám cao thủ lúc nãy hoàn toàn không để ý đến lời của bọn hắn đám người này dám khai chiến gián kết cục chỉ có tử vong hắn căn bản không quy định buông tha cái đám người này bây giờ cơ hội đã đến hắn sao chịu dừng tay nếu đổi lại, vị trí bản thân lúc này của bọn triển mộ bạch, còn quân gia đang dưới quyệt động, liệu chúng có dừng tay không? Đáp án này không nói cũng biết. Mềm lòng với địch nhân chính là tàn ác với chính mình. Quân mặt tà chắc chắn không có làm việc ngu ngốc như thế. Hàng loạt âm thanh thảm thiết gian lên, âm thanh này phát ra do đau đớn từ linh hồn, nếu không có tận tai nghe được, chắc chắn không ai có thể tưởng tượng ra cái đám người dưới quyệt động đang nhận phải cái khổ hình gì. Quyệt động này tuy không nhỏ nhưng mà cũng không quá lớn, cho dù sâu không thấy đáy nhưng mà thật sự có thể sâu được bao nhiêu. Chẳng lẽ thật sự có thể dây được cả thánh hoàng lẫn thánh giả sao? Nhưng mà mọi người chờ đợi một lúc lâu vẫn không có ai đi lên. Đám cao thủ trong quyệt có thể nói gặp xui xẻo lớn rồi. Hiện tại quân Mạc Tà vừa trải qua một trận đại chiến công lực ít nhất đã giảm hơn một nửa. Khoảng cách giữa hắn với Tam Đại Thánh Địa gần hơn so với đội ngũ. Trời cho một cơ hội như thế, đám cao dài thánh giả còn có hai cường giả có thể bỏ qua sao? Nếu tất cả như ông dở tổ đồng loạt lao lên. Nhưng mà bọn hắn ngàn dạng lần không nghĩ tới quân mặt tà đáng sợ đến mức này. Chỉ nâng tay một cái đã tạo ra một quyệt động kỳ bí. Hơn nữa, hắn có khả năng điều khiển ngọn hắc diễm to lớn hơn xa lúc trước nhìn ngọn lửa hất diễm từ từ phủ xuống theo đà rơi xuống khe hở giữa các ngọn lửa ngày càng nhỏ vốn lúc đầu một người có thể miễn cưỡng lọt qua lúc này ngay cả nửa người cũng không thể lọt qua cuối cùng cũng có một vị thánh giả không chịu được nhiệt cởi hẳn luôn trường bào xông lên ngọn lửa tất cả đám người còn lại đều ngưng thần theo dõi con chuột bạch này theo ánh mắt của bọn họ thân thể của thánh giả kia từ từ tiếp xúc giác diễm, thân thể thánh giả như một quả cầu tuyết bình thường, theo ngọn lửa dần dần tan rã. Mà giữa không trung còn có vô số hắc diễm đang không ngừng rơi xuống. Hải vô nhai cùng với Hà Tri Thu, may mắn chưa có bị quả diễm lan đến, lúc này đã biến sắc, Quán sợ đưa mắt nhìn nhau tìm ý kiến. Đột nhiên, linh cơ Hà Tri Thu chớp động, hắn quát to, đạo mau theo động đào ra một con đường để mà tẩu thoát. Hãy vô nhài tỉnh mộng, hai vị thánh hoàng hợp lực cũng không biết là dùng bao nhiêu chân khí cùng xuất dưỡng, ầm một tiếng, trước mặt của bọn chúng đã xuất hiện một cái động lớn dài dục trượng, hai người không khách khí lập tức chui vào. Tiếp theo, có hai vị tứ cấp thánh giả chạy theo, còn những người khác hầu hết đã tiếp xúc giác diễm rồi, tất cả đang không ngừng lăn lộn khóc thét lên một thánh giả đã bị thiêu đốt hơn một nửa người đột nhiên phát cuồng liêu mạng chạy theo lại bị hà tri thu chưởng một phát bật trở lại ngoài hà tri thu cùng với hải vô nhai còn có hai vị thánh giả khác khuôn mặt xám tro nhìn khung cảnh hai con mắt dài ra đám người cửu ưu thập tứ thiếu đều đã tụ lại xung quanh huyệt động để mà quan sát nhìn thấy hành động của vị thánh giả kia bị hà tri thu đánh bay ngược ra giờ phút này tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ tình cảnh trong quyệt động lúc này đã khiến cho mọi người không rét mà rung một đám cường giả quyền công cao cường chỉ còn lại một nửa phần thân thể khuôn mặt của kiều ảnh trắng bệch đột nhiên dậm chân sau đó thân hình hướng lên về phía quyệt động nàng không đành lòng nhìn những người này phải chịu đau khổ dứt khoát giúp cho bọn hắn ra đi thanh thản hơn nhưng sự tình là phát sinh đất đá xung quanh đem quyệt động nhồi lên sau đó chợt cái lõm sâu xuống rồi vô ảnh vô tung biến mất tất cả chỉ còn thấy từng đạo hắc diễm đang nhẹ nhàng thiêu đốt bên trong đã không còn âm thanh thảm thiết chỉ còn lại từng khối thân thể không toàn dạng sắp đã bị thiêu đốt hết rồi bốn người đồng thời xoay người ánh mắt khiếp sợ nhìn quân mặt tà quân mặt tà nhẹ nhàng cử gió lướt nhẹ áo trắng tung bay anh tuấn khôi ngô ngọc thụ lâm phong nhìn như là một công tử thiếu niên hào hoa nhưng lúc này tứ đại cao thủ thấy ánh mắt của hắn như là nhìn thấy ác ma thậm chí cả thiên hạ đệ nhất cùng nhân cửu ưu thập tứ thiếu cũng không có ngoại lệ hắn cuối cùng là người hay là ác quỷ vậy quân mặt tà thản nhiên cười chỉ vào bốn người còn sống mà nói tam đại thánh địa bọn người tốt nhất không nên chọc đến bọn ta tính nhẫn nại của ta có giới hạn, nếu còn tiếp tục, các ngươi tự chịu hậu quả đi. Hắn khẽ mỉm cười, thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. Ta vốn không muốn giết bọn chúng, nhưng mà con người ta lại vô cùng sợ phiền toái. Nếu ta không giết các ngươi, lại cho rằng ta mềm lòng. Rồi cái chuyện này có thể phát sinh lần thứ hai, thứ ba. Để mà tránh phiền toái, ta đành phải chứng minh cho các ngươi thấy. Ngàn dạng lần, đừng có nghĩ rằng quân mặt tà ta dễ bị hiếp đáp thật sự giết các ngươi chẳng khác gì giết gà hay là chó hoàn toàn yên tĩnh hiện tại tất cả đều không hoài nghi lời nói quân mặt tà nhất là bốn người đi ra từ huyệt động ánh mắt nhìn quân mặt tà chỉ còn lại sự sợ hãi cảnh tượng như là địa ngục cho dù có chết bọn hắn không muốn trải qua lần thứ hai quả đáng sợ rồi gan của bọn họ đã nhỏ lại tim cũng đã lạnh rồi thậm chí tam đại thủ hộ lúc này nhìn ánh mắt quân mặt tà cũng có một chút ý gì. Hay, hay lắm, quân mặt tà quả nhiên rất hay. Cửu ưu thập tứ thiếu chậm rãi vỗ tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn quân mặt tà thận trọng nói. Tuy lúc này ngươi còn là thiếu niên, nhưng không thể không công nhận, ngươi đủ tư cách làm đối thủ của ta. Cái loại hắc diễm quỷ dị kia, nếu không cẩn thận bị đánh trúng, chỉ sợ cho dù là bốn công tử cũng không may mắn mà thoát khỏi đâu. Trong tay cửu ưu thập tứ thiếu, không biết từ đâu xuất hiện một thanh kiếm, từ cái mũi kiếm một ngọn quả diễm đang nhẹ nhàng nhảy múa thiêu đốt dần xuống. Lưỡi kiếm cũng không có bị hòa tan hay là nóng chảy mà lặng lẽ tiêu thất vào hư vô. Các bạn vừa nghe xong tập 194. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt